Ở video này chúng ta sẽ làm quen với việc sử dụng một module relay Module này dùng để có thể bật tắt một thiết bị bên ngoài Như trong ví dụ ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái quạt Còn trong thực tế cuộc thi thì các bạn có thể dùng hoạt hoặc bất kỳ một thiết bị nào mà sử dụng nguồn điện DC có điện áp từ 5V cho đến 8 v tư đều có thể được ha Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn sử dụng Thì chúng ta nhìn trên hình module này sẽ bao gồm 4 vị trí để chúng ta lưu ý Thứ nhất ở vị trí trên cùng là có một cái header ghi chú là quạt có cộng trừ thì mọi người lưu ý đây là chỗ để mình gắn quạt hoặc bất kỳ thiết bị nào mình nghĩ có thể dùng để tắt cái đống lửa của mình thì lưu ý ở vị trí này mình sẽ có phân biệt điện âm và điện dương và điện áp này sẽ có điện áp phụ thuộc vào cái gạt chuyển nằm bên tay phải ở đây vị ở cái gạt này mình có hai vị trí một vị trí là dùng điện áp 5V vị trí còn lại sẽ bằng với điện áp của pin thì thông đường một pin sạc đầy sẽ có điện áp vào khoảng 8.4V còn nếu như pin tụt thấp hơn thì pin này sẽ thay đổi từ 8V cho đến 5V trong vùng này. Nếu pin thấp hơn nữa thì thiết bị của mình rất khó để hoạt động. Ở vị trí phía dưới mình sẽ có vị trí của cáp thì đây sẽ là chỗ để cắm cáp RG của mình kết nối với robot. Vị trí còn lại là pin power là cái này chúng ta có thể cắm trực tiếp một bộ pin vào để cấp nguồn cho module này hoạt động. Ở đây chúng ta có một bộ relay đã được đi dây sẵn. Thì chúng ta sẽ thấy là ở chỗ quạt có hai sợi dây là đỏ và đen tượng trưng cho âm dương. Thì mình đã đi vào chỗ header cộng trừ tương ứng. Chỗ Jack chọn nguồn 5V hay là nguồn pin thì chúng ta sẽ để tương ứng. Rồi ở chỗ cáp RG thì ta đặt sẵn một sợi dây cáp. Đầu còn lại sẽ nói với CLG robot và chỗ power mình cấp sẵn một nguồn pin như vậy thì sơ đồ này hoàn toàn xong bây giờ chỉ còn là đấu với zerobot và lập trình cho nó